Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Nếu mà bạn đang là một người đi xe máy, bạn chuyển sang xe máy điện, thì cái điều đầu tiên mà bạn cảm thấy bất ngờ đó chính là chìa khóa Smart Key. Chúng ta có thể khởi động xe lên mà không cần chìa khóa cơ. Đây là một điểm rất hay của rất nhiều những mẫu xe máy điện đang có ở trên thị trường. Còn nếu mà bạn không phải là một người chuyển từ xe máy sang xe máy điện thì bạn sẽ không cần phải bằng lái xe hoặc không cần phải đủ tuổi để thi bằng lái xe. Bạn vẫn có thể mua xe máy điện được. Đấy chính là cái điểm rất hay của xe máy điện. Đối với cả cái mẫu xe máy điện Espero Go Go mà mình review cho các bạn ngày hôm nay thì chìa khóa Smart Key của nó có 4 nút vô cùng thông minh. Chúng ta sẽ có những nút ví dụ như là nút tìm xe chẳng hạn này. Đấy, để ví dụ như bạn đi vào trong những nơi hầm gửi xe, chúng ta tìm xe rất là khó thì chúng ta sẽ tìm xe bằng cách đó. Đấy, chúng ta cũng sẽ có bật tắt không cần chìa. Đây, bây giờ mình tắt đi mà cũng không cần phải chìa khóa đúng không nào. Và chúng ta sẽ có cả khóa chống trộm nữa. Cái điều này rất hay khi mà ở Việt Nam các bạn biết rồi đấy, cái tình trạng trộm cắp xảy ra rất là nhiều. Rồi, bây giờ thì mình đã nói về cái chìa khóa thông minh của cái chiếc xe máy điện này. Thế bây giờ mình sẽ nói về những tính năng thông minh khác của cái mẫu xe máy điện này là gì. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Các bạn có thể nhìn thấy là cái điều mà mình quan tâm nhất đấy chính là ngoại hình của một mẫu xe máy điện. Nó thể hiện cái cá tính của chúng ta hay không? Nó có thể hiện cái tôi cá nhân của chúng ta hay không? Thì thực sự là mẫu Espero Go Go này thể hiện cái cá tính rất lớn nếu mà bạn nào sở hữu nó và đi nó ở trên đường. Đó, các bạn có thể nhìn thấy luôn cụm đèn full LED ở phía trước này. Đó, chúng ta sẽ có toàn bộ cái phần đèn chiếu sáng ở phía trước là đèn LED luôn. Và cường độ chiếu sáng mình đánh giá là tương đối tốt đối với cả một mẫu xe máy điện như thế này. Đấy, tiếp theo nữa nào. Chúng ta sẽ có giải đèn đề mi hình móc câu như này. Nhìn rất là đẹp. Đấy, chính ra là hình chữ U nằm ngang đấy. Rất đẹp ở hai bên luôn. Và cái điều này có lẽ là chúng ta sẽ chỉ thấy ở trên những mẫu ô tô thôi. Nhưng mẫu xe máy điện Espero Go Go này nó có được cái điều đó. Rồi là đèn xi nhan thì sao? Nó cũng là đèn LED luôn. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Đây, đèn xi nhan đây. Các bạn nhìn rõ không ạ? Cũng là đèn LED luôn. Và toàn bộ cái phần đèn ở phía sau này nó cũng là đèn LED luôn. Nghĩa là toàn bộ cái đèn ở trên cái mẫu xe Espero Go Go này đều là đèn full LED cả. Đấy, và cái phần đèn phía sau này nó nối liền từ phía bên trái đến phía bên phải này. Nó khiến cho cái chiếc xe của chúng ta trở nên rất là tương lai. Nếu các bạn để ý thì bây giờ rất nhiều những mẫu xe máy hoặc là mẫu xe máy điện học tập theo cách thiết kế của ô tô. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái phần đèn ở phía sau là nối liền từ bên trái sang bên phải, kéo dài hết như thế. Tuy nhiên vẫn chưa hết. Đối với cả cái mẫu xe Espero Go Go này thì thực sự là cái mặt đồng hồ của nó, nếu các bạn nhìn vào thì thực sự là rất là tương lai luôn. Khi mà cái mặt đồng hồ của nó, các bạn có thể nhìn thấy là đây là mặt đồng hồ có màu luôn. Và màu sắc hiển thị dưới ngoài trời nắng gắt như thế này, các bạn nhìn thấy không? Rất rõ ràng. Đó, chúng ta sẽ có những cái chỉ báo về số km đi được này, chỉ báo về vận tốc, chỉ báo về mức pin còn lại. Đặc biệt ở trên mặt đồng hồ các bạn có thể nhìn thấy cái tính năng báo lỗi của cái mẫu xe này. Đấy, chúng ta sẽ có những cái chỉ báo về lỗi động cơ hay là lỗi tay ga, IC và phanh. Khi mà xảy ra lỗi thì nó sẽ hiển thị rất là rõ ràng ở trên mặt đồng hồ. Và đặc biệt nữa là chúng ta có nẫy chuyển số ở đây như là xe ô tô luôn. Đó, chúng ta có thể thay đổi được số 1, số 2, số 3 tùy theo cái tốc độ tối đa mà chúng ta muốn đi là bao nhiêu km trên giờ. Đấy, cái nút S ở bên tay trái, à bên tay phải đây. Đó, các bạn thấy không ạ? Và ngoài cái việc cái nút S này có thể chuyển số từ số 1, số 2, số 3 để cho các bạn có thể thay đổi cái tốc độ tối đa khi chúng ta vận hành, thì nếu chúng ta giữ im cái nút S này thì cái tốc độ nó sẽ được đẩy nhanh hơn nữa khi mà chúng ta xin vượt ô tô. Đây là một tính năng rất là tuyệt vời, mình cảm thấy là tương đối an toàn khi chúng ta đi cái mẫu xe này. Và đặc biệt nữa đó là mẫu xe này được trang bị cái nút cứu hộ. Đấy, hay gọi là cái nút sửa chữa đấy, trong cái trường hợp mà xe chúng ta bị lỗi, gặp trục trặc về những cái hệ thống như kiểu là tay ga, IC hệ động cơ, chúng ta bấm giữ cái nút cứu hộ này, chúng ta có thể đi về trạm sửa chữa với cái tốc độ khoảng 20 km/h. Đấy, đây là một điểm rất văn minh. Và trước kia khi review một số những mẫu xe Espero, chúng ta đã thấy cái điều này rồi. Nghĩa là những cái gì mà ô tô có thể làm được thì xe máy điện đều có thể làm được hết. Tiếp theo nữa nào. Cái màu sắc mà mình muốn chọn ra cho các bạn ngày hôm nay đó chính là màu đỏ pha trộn với cả màu đen. Các bạn biết là màu đỏ pha trộn với màu đen thì nó sẽ khiến cho cái sản phẩm của chúng ta nó trở nên nổi bật hơn. Đó. Và cái màu đỏ này nó khác với rất nhiều những màu đỏ khác mà mình đã từng review cho các bạn. Đó chính là đây là màu đỏ nhám nhé các bạn nhé. Đây, đây là màu đỏ nhám này. Đấy, và toàn bộ cái phần nhựa ở trên này thì đều là nhựa ABS cả, nó cho độ đàn hồi rất là cao. Và khi mình ấn vào thân xe như này này, nó nảy hẳn cái tay mình ra luôn. Và chúng ta cảm thấy là cái độ chắc chắn ở trên cái mẫu xe này là rất tốt. Đó, vẫn chưa hết.
Có nhiều bạn có thể là các bạn không thích màu nhám, các bạn thích những cái màu mà nó bóng bẩy hơn chẳng hạn, nghĩa là sờ và là nó phải bóng cơ, thì các bạn có thể lựa chọn những cái màu giống kiểu là màu xanh chẳng hạn đấy. Mà lát nữa thôi, trong quá trình quay chám video thì bạn quay video sẽ quay cho các bạn xem là cái màu xanh nó bóng như nào. Còn đối với cả cái màu đỏ này thì mình thích hơn, bởi vì là cái màu đỏ này thì khi mình sờ vào này nó không để lại mồ hôi dấu vân tay lên đây. Đấy, đấy chính là cái điểm mà mình thích. Thiết kế tổng quan chung thì rất là ok rồi. Rồi bây giờ thì nói về ngoại hình như vậy, chúng ta sẽ cùng đi đến với cả cái tính tiện dụng và cái khả năng an toàn của mẫu xe này thì sao. Nói về khả năng an toàn trước đã đi, thì các bạn có thể nhìn thấy luôn là bánh trước này của cái mẫu xe này, đó chính là phanh đĩa luôn. Đó, và cái phần phuộc này, các bạn nhìn được không ạ? Làm rất là đẹp luôn. Đó, phần phuộc và phần đĩa này nhìn rất là đẹp. Mâm thì là mâm đúc rồi nhá. Đó, còn lốp thì là lốp không xăm. Lốp không xăm thì sẽ giúp cho chúng ta nhỡ may đi ở trên đường mà có cán phải đinh ý, thì nó cũng sẽ không bị ảnh hưởng nguy hiểm như là lốp có xăm. Và có thể là chúng ta có thể đi được thêm một vài km nữa để chúng ta có thể đi đến những nơi mà vá xăm. Phần giảm sóc sau ấy thì nó là giảm sóc kép, nó sẽ giúp cho chúng ta khi mà vận hành trở nên êm ái hơn. Và cái loại giảm sóc này thì nó là loại giảm sóc lò xo trụ ống lồng thủy lực và được trang trí viền cắt gọt kim loại cực kỳ là bắt mắt. Đấy, bây giờ thì mình sẽ nói về cái khả năng an toàn của mẫu xe này. À, về cái tính tiện dụng đi. Đối với một mẫu xe máy theo xe máy điện theo form là tay ga như này thì chắc chắn rồi, khi các bạn ngồi lên như này, các bạn đi ở dưới điều kiện trời mưa, nó sẽ không bị bắn bùn lên giày. Đấy là điểm rất là ưu việt của nó. Và trên mẫu xe này thì các bạn có thể nhìn thấy là mình là một người cũng khá là cao to chứ, nhưng mà ngồi này, khoảng trống giữa đầu gối mình với cả phần trên này rất là rộng luôn, thoải mái nữa. Đấy, tính tiện dụng cũng thể hiện ở việc là nó sẽ có một cái móc để cho chị em có thể đi chợ, chúng ta treo đồ vào đây, tư thế để chân cũng có thể thay đổi được. Đó. Rồi là gì nữa, một điểm rất là hay nữa, đó là mình đang để điện thoại ở trong một cái hộc chứa đồ ở đây này. Chúng ta sẽ có một cái hộc chứa đồ nhỏ để cho chúng ta có thể để điện thoại vào trong này, hoặc là để ví tiền ở đây. Đấy, tuy nhiên là mình cũng khuyên các bạn là chúng ta nên để vào trong lúc chúng ta di chuyển thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta dừng xe lại, chúng ta đỗ xe lại mà chúng ta để vào đây thì rất là dễ bị mất. Nó cũng là rất là tiện dụng. Và cái hộc chứa đồ này nó sẽ còn tiện dụng hơn nữa khi mà ở bên cạnh này nó có một cổng sạc điện thoại cho các bạn nữa. Đây, các bạn sẽ mở cái cổng này ra, chúng ta cắm một cái dây vào đây và ta sạc điện thoại như này. Rất hay luôn. Đấy chính là cái điểm mà xe máy điện nó nhỉnh hơn so với cả những cái mẫu xe máy khác. Đa phần xe máy là không có, nhưng có một số mẫu thì có, nhưng mà có một số mẫu thì không có. Nhưng mà xe máy điện chúng ta sẽ có cái điều này. Tiếp tục nữa nào, mình sẽ chỉ tiếp cho các bạn. Đấy là tính tiện dụng ngay kể cả về cái chỗ đá chân. Các bạn nhìn này. Đó, rất là tiện dụng đúng không nào. Đấy, chúng ta không cần phải lấy tay để cho chúng ta móc cái này ra, nó bẩn tay của chúng ta làm gì. Chúng ta chỉ việc đá vào đây. Đấy, là chỗ này nó đã mở ra rồi. Phần yên cũng vậy, phần yên này được làm rất là mềm luôn và được tách bạch hai tầng khá là rõ ràng như thế này. Phần yên và phần da này sờ vào rất là mềm. Đó, bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem qua cái phần cốp của cái mẫu xe này thì sao. Về cốp của nó thì cũng rất là tiện dụng khi mà nó mở luôn ở trên ổ khóa này. Đó, chúng ta không cần phải tìm ở trên xung quanh xe làm cái gì cả. Đấy, mở luôn ở trên ổ khóa. Và với cái cốp như này thì mình hoàn toàn để có thể để được một cái MacBook của mình vào đây luôn. Cốp rất là rộng. Rộng xét ở trên tham chiếu, đây là một mẫu xe điện nha các bạn nhé. Đó, cốp rất là rộng luôn. Mình hoàn toàn có thể để được MacBook vào đây của mình. Đấy, để được mũ bảo hiểm nửa đầu, cũng như là để thêm rất là nhiều những vật dụng khác vào đây. Ví dụ như là túi sách này, ví này, điện thoại các thứ để vào đây thoải mái luôn. Đó, bên trong này thì cũng sẽ có một cái automat để ngắt động cơ nếu mà giả sử như có xảy ra lỗi. Có một cái điều mà mình muốn bổ sung thêm cho các bạn nữa, đó là về động cơ thì sao. Đấy, bình thường những cái mẫu xe máy điện cùng phân khúc với cả mẫu Espero GoGo này thì động cơ của nó chỉ có công suất rơi vào khoảng 1.000W cho đến tối đa là khoảng 1.200W mà thôi. Thì riêng với động cơ của cái mẫu xe máy điện này đã lên tới 1.350W rồi. Đấy, và vận tốc chúng ta có thể đi được tối đa là khoảng 50 km/h cơ. Đấy, một vận tốc rất là lớn luôn. Và cái quãng đường chúng ta đi được có thể rơi vào khoảng 90 km cho một lần sạc. Và sẽ có cả khả năng kháng nước, chống nước hoàn hảo luôn. Đấy, thêm một điểm nữa đó là trong cái quá trình mà mình trải nghiệm cái mẫu xe máy điện này thì cái nước ga đầu của nó rất là mượt luôn. Nó không bị giật giống như là một số những cái mẫu xe máy điện của năm 2018. Đấy, nước ga đầu rất là mượt và cảm giác đi khá là đầm, chắc. Và với những cái nước ga như vậy thì mình cảm thấy là đi ở trên cái mẫu xe máy điện này rất là sướng. Đấy, chứ nó không cảm giác là lỏng lẻo cũng như là giật cục như là một số những mẫu xe máy điện khác. Còn về thời gian sạc của cái mẫu xe này thì thực ra là đối với bất kỳ mẫu xe máy điện nào thì mình cũng không quá để ý đến thời gian sạc đâu. Thường là mình đi về nhà, mình xuống hầm gửi xe phát là mình cắm sạc luôn, mình để đến sáng hôm sau là
tự nhiên mình dậy là mình đi là đã có đầy bình rồi. Đấy, mình chẳng bao giờ để ý đến thời gian sạc là bao nhiêu cả. Nhưng mà cái mà mình để ý ở đây đó chính là cái mẫu xe này rất thông minh, khi mà sạc đầy pin rồi nó tự ngắt nguồn điện vào để bảo vệ cho chiếc xe của chúng ta, nên chúng ta cứ sạc qua đêm thoải mái, không cần phải lo lắng cái gì cả. Đây, cách phối màu này, các bạn có thể nhìn thấy luôn cái cách phối màu tương phản như thế này, rất là đẹp. Một cái màu tương phản giữa màu xám lông chuột với cả cái màu đỏ nhám như này. Đấy, như đầu video mình đã nói đấy, nhựa là nhựa ABS rồi. Rồi, ok, còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về mẫu xe máy điện Espero Go Go? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Đối với cả cá nhân mình thì mình thấy là đây là một mẫu xe theo thiên hướng là xe tay ga, theo thiên hướng này nhé, nhưng mà đây là xe máy điện mà. Đó, mẫu xe này thì có một cái mặt đồng hồ rất đẹp, có một thiết kế rất tương lai luôn. Đèn thì là đèn full LED, phối màu khá là đẹp mắt, tính tiện dụng rất cao. Đó, có cổng sạc điện, có chỗ để, rồi là kể cả những chăm chút của nhà sản xuất đến từng cái chỗ để chân như thế này, rất là hay. Các bạn muốn biết thông tin về cái mẫu xe máy điện này thì có thể kích trực tiếp vào đường link mà mình đã để ngay phía dưới phần mô tả của video này. Đấy, đường link đó thì sẽ dẫn đến website của D-Tech. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.